Rồi, mến chào quý anh chị các bạn đã trở lại với kênh của Nhiên ha. Hôm nay cho cá ăn. Rồi, chia sẻ với anh chị các bạn về thị phi ha. Chung là có nhiều chuyện bức xúc nhưng mà không biết nói với ai. Tâm sự. Thị phi lớn nhất là người thân của mình các bạn. Họ cứ nói vào, nói ra. Đó. Nhức đầu. Một ngày đẹp trời á, mình nội lực mình không đủ á, mình nghe theo họ và mình không có suy xét, mình không có quan sát, không có đúc kết. Đó, mình nghe theo họ, mình sẽ ra quyết định sai. Và ra quyết định sai á là cuộc đời mình nó giống như những bước ngoặt vậy, một chuỗi lựa chọn, mà mình lựa chọn sai là sẽ ra kết quả sai các bạn. Đời là những khúc cua nha. Quyết định sai là thua cuộc đời liền á. Rồi, cảm ơn quý anh chị các bạn đã xem nha. Chiều nay cho cá ăn một tâm sự nhỏ vậy thôi. Nếu như các bạn có hứng thú thì để lại comment bình luận nha. Có gì Nhiên biết tới đâu chia sẻ tới đó nha. Cái này là quy đề chia sẻ của Nhiên cá nhân nha, có thể đúng có thể sai các bạn, nên các bạn cứ để lại ý kiến nha. Rồi, hẹn gặp lại quý anh chị các bạn các video sau nha. Bye bye.